Vâng, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Trong clip trước thì chúng tôi đã phân tích với quý vị về cái độ mềm mại và uyển chuyển ở trên bức tranh Tam Anh Chiến Lã Bố. Và trong cái clip này thì chúng tôi lại muốn giới thiệu sâu hơn tới cái kết cấu của bức tranh Tam Anh Chiến Lã Bố. Bởi vì trên bức tranh này thì có hai tầng kết cấu, ở cái tầng bên dưới nó là cái chân đế và tầng bên trên nó là cái tranh. Và quý vị đang nhìn thấy ở trên màn hình đó là cái chân đế ở bên dưới, thì chúng tôi có đục chạm hai con rồng thể hiện cái sự đang đối chắc chắn với nhau. Và hai con rồng này thì đều được chúng tôi đục chạm rất là tỉ mỉ, từ những cái đường mây xoắn cho đến cái vảy kép, rồi cái bờm, cái râu, cái sừng đều được chúng tôi trau chuốt và làm nó thật là kỹ, sắc nét nhất có thể. Và ở bên trên là hình tròn của chiếc đĩa miêu tả cái bức tranh Tam Anh Chiến Lã Bố. Thì quý vị nhìn thấy là ở bên ngoài, diềm ngoài đó là cái phần khung liền với tranh, chi tiết ở bên bên ngoài. Và cả bốn vị tướng sĩ này đều được chúng tôi đục nổi kênh bong và vỡ trên cái nền của cái phần mây cuộn ở bên dưới. Và khi mà quý vị nhìn sát vào ở góc máy như này thì quý vị đã nhìn thấy đó là cái chi tiết mây cuốn ở bên dưới tạo nên một cái độ sống động, cũng như là tạo nên cái cảm giác kênh bong rất là sâu, đúng không ạ? Và với cái đường nét của cái nhân vật Lưu Bị này thì chúng ta cũng cảm nhận được đó là có những cái nét sâu và có những cái nét nông. Chẳng hạn như là quần áo đây thì nó rất nông, nó dính vào người, nhưng mà ngược trở lại là từ chỗ quần áo mà xuống đến cái phần mây chìm ở bên dưới thì quý vị sẽ nhìn thấy nó rất là sâu, đúng không ạ? Và tất cả các cái chi tiết quần áo rồi những cái giải đều được chúng tôi làm rất là tỉ mẩn và sạch sẽ mặt bên trong và bên ngoài. Rồi đến con ngựa xích thố của Lã Bố, nó quý vị nhìn thấy đó là nó có cái sự vươn ra bên ngoài, và đặc biệt là nó có cái sức mạnh, thể hiện cái sức mạnh của một vị thần tướng. Và ở cái mức độ gọi là miêu tả về các cái thần khí rồi cái thần sắc của mỗi người thì Lã Bố cũng toát ra được cái sức mạnh trên gương mặt và qua cả những cái hành động cử chỉ của mình. Cái chi tiết là Lã Bố đang thể hiện những cái thần khí của mình toát ra, và quý vị cũng cảm nhận được những cái sự bay bổng và những cái luồng gió nó tạo ra từ những cái đường kích và cũng từ những cái dải vải ở trên cái tác phẩm. Và nhân vật Trương Phi cũng như thế đó, một trong những người rất khỏe, có cái thần uy rất mạnh, cũng đang thi triển những cái nội công của mình. Và quý vị cũng nhìn thấy đó là các cái chi tiết mà chúng tôi đục chạm khắc họa nên nhân vật Trương Phi, mắt to, mắt trố và râu râu hùm, thể hiện cái sức mạnh cũng như là cái sự nóng tính của mình. Từng cái chi tiết hoa văn ở trên bức tranh đều được chúng tôi khắc họa tốt nhất có thể. Và nếu như mà tính độ dày nổi của bức tranh này thì nó là 13 cm, trong đó thì chúng tôi để nền 5 cm, còn lại là chúng tôi đục kênh bong lên 8 cm. Trên là những cái chi tiết mà quý vị đang nhìn thấy, những cái dải áo nó bay và nó lượn, cũng như là nó có cách cái phần nền, thì nó là đang cách phần nền lên 8 cm quý vị nhé. Ví dụ như là cái phần áo của nhân vật Quan Công đây chẳng hạn, Quan Vân Trường đây, thì quý vị nhìn thấy nó có những cái khoảng cách. Và để làm cái độ kênh bong như này nó đã rất khó rồi, sau đó là lại chúng tôi lại còn dành thêm thời gian để đục những cái phần mây ở bên dưới này, quả thực là nó tốn rất nhiều thời gian. Và với 8 tháng để đục chạm lên bức tranh Tam Anh Chiến Lã Bố thì chắc hẳn là quý vị cũng đã cảm nhận được cái tâm huyết của chúng tôi thổi hồn vào từng cái đường nét của sản phẩm. Và chúng tôi luôn luôn hy vọng rằng thông qua công việc, quý vị cũng sẽ hiểu được cái tâm tư của những người thợ của Tranh Gỗ Bùi Gia, luôn luôn mong muốn đem tới những cái sản phẩm thực sự là tinh tế, giàu cảm xúc và thổi được cái hồn của người thợ vào trong từng cái đường nét. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Tranh Gỗ Bùi Gia.